Khánh Thi bức xúc, đang đàn cực căng tố bị đàn em thái độ. Khánh Thi là một trong những kiện tướng đang so có tiếng, là đầu tàu của môn thể thao này. Tuy nhiên, mới đây nhất, bà xã Phan Hiển đã đăng đàn tố bị đàn em có thái độ không tốt với cô ở một giải thi đấu. Nguyên văn bài viết này như sau, lần đầu tiên khi đứng ở vai trò trọng tài quốc gia tham dự chấm thi. Tôi thực sự phẫn nộ về thái độ đạo đức của thế hệ trẻ với những người gạo cội, góp công tạo dựng bộ môn đang so tại Việt Nam là cá nhân tôi. Khánh Thi cũng chia sẻ thêm chi tiết sự việc sẽ được cô gửi thông tin cụ thể sau. Bên dưới bài đăng, nhiều bạn bè, đồng nghiệp cũng đã để lại bình luận an ủi, động viên Khánh Thi và hy vọng sự việc sẽ sớm được giải quyết. Khánh Thi tức giận tuyên bố đừng ai xứ bẫy lên mặt dạy lại tôi. Chiều ngày 6 tháng 8, Khánh Thi lên tiếng nói rõ về bài viết tố thái độ đàn em khi tham gia một giải đấu. Cô chia sẻ mục đích đăng bài vì muốn cảnh tỉnh về thái độ và sự nghiêm túc của từng bộ phận thành phần tham dự vào giải. Chúng tôi không phải trò hề hay con rối để bất kỳ ai tham dự có lời lẽ, hành động phá bạ. Chúng tôi là những người đã mang bộ môn đăng show về Việt Nam. Mang lại nguồn sống cho 99% anh chị em hoạt động về nhảy muốn theo đuổi môn kiêu vũ thể thao này. Vì thế không ai đủ tư cách để nói chúng tôi có vấn đề hay cần xem lại mình. Dòng trạng thái mới nhất của Khánh Thi đang nhận về lực tương tác mạnh mẽ từ công chúng. Nữ kiện tướng cho rằng đó là tư duy của những người thiếu suy nghĩ và không biết tôn trọng thế hệ gây dựng sự nghiệp cho chính con em họ tôi cũng là người dạy ra các huấn luyện viên và phần đông trọng tại quốc gia đang hoạt động. Nên đừng ai xúi bậy các bạn trẻ lên mặt dạy lại chính tôi phải làm gì. Hãy chính chắn đạo đức từ ngay trong nhà của mình trước khi bước ra cửa. Tôi sẽ làm rõ vấn đề này ở từng hạng mục. Cho đến nay, công chúng vẫn đang ra sức tò mò, hiếu kỳ về câu chuyện phía sau khiến Khánh thì tức giận khi đi chấm thi. Đứng trước phản ứng gây gắt của nữ kiện tướng, đa số khán giả đều ủng hộ cô nêu rõ những câu chuyện, sự việc đã xảy ra trong những ngày qua tuy nhiên có một bộ phận lại cho rằng người đẹp nên bình tĩnh suy xét lại vấn đề trước khi công khai trên mạng xã hội